Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, đúng tháng 11, tháng 12 âm lịch, được thần tài báo mộc, làm ăn trúng lớn, trúng số đổi đời, giàu sang chóng mặt nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Tiên tri chính xác 100%, tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, được thần tài ban phát tài lộc, làm ăn trúng lớn, trúng quả cực đậm, trả sạch nợ nần, phát tài giàu nhanh chóng mặt trong 2 tháng tới. Quý mệnh chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 thân mến, sinh mệnh của mỗi người đều chỉ có một, thọ mệnh có thể dài cũng có thể ngắn. Thế nhưng sống trên cuộc đời này sao ta có thể tránh khỏi những điều phiền phức, những lúc vất vả gian nan, buộc lòng ta phải cố gắng cắn răng chịu đựng mà vượt qua. Minh Đường Tử Vi cũng nói rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn, ngồi mát ăn bát vàng, mà tất cả những thành công của họ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, sự mệt nhọc và khắc khổ thấm vào từng thớ thịt. Trời sinh tuổi Canh Thân sinh năm 1980, có mệnh căn phú quý, giàu có và vô cùng quyền lực. Tuy nhiều người tuổi Canh Thân không được xuất thân trong gia đình giàu có, sung túc, nhưng họ lại có khí chất và sức mạnh để tự làm giàu cho bản thân mình. Đến một thời điểm họ sẽ phất lên làm giàu nhanh chóng mặt. Thế nhưng cũng chính vì trời ban số mệnh phú quý mà trên bước đường dẫn tới giàu có của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Những năm vừa qua Canh Thân liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng. Tuy nhiên, qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai, tiến về 2 tháng cuối năm 2023 âm lịch này, các bậc thầy tử vi chiêm tinh học phương Đông có chỉ ra rằng, những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980, nếu chú ý 4 điều này thì sẽ được các tinh soi chiếu, thần Phật phù hộ mà cải biến số mệnh, lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, vươn lên làm đại gia, tiền bạc ngập két, giàu như vũ bão, giúp cả gia đình sung sướng và an vui đón Tết. Vậy, vận trình cụ thể 2 tháng tới về sự nghiệp, công danh, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của người tuổi Canh Thân cụ thể sẽ ra sao và thầy tử vi có chỉ rõ điều gì để Canh Thân đổi đời giàu có, tiền tiêu không hết, điều đặc biệt nhất sẽ nằm ở cuối video. Rất là hữu duyên khi bạn có thể ở lại video này đến phút cuối cùng thì 100% sự giàu có đã nằm trong tay của bạn rồi đó. Quý vị thân mến, xét về quá khứ, Canh Thân đã bao lần khởi đầu, đã bao lần thất bại, đã bao lần thành công, rồi bao lần không giữ được thành quả. Đã bao lần Canh Thân chỉ giản đơn là thiếu một chút may mắn, thiếu một chút hanh thông là có thể xoay chuyển đất trời theo mong mỏi. Trong quá khứ, không thể nói là Canh Thân không có thành quả, họ có, chắc chắn có, chỉ là nếu một người có 10 phần tiềm năng cùng 10 phần nỗ lực thì nên có được 10 phần thành quả, còn với Canh Thân 10 phần khả năng của họ cùng 20 phần nỗ lực vào thân mới đổi được 4 phần thành quả vào người. Cũng gọi là có chút quả ngọt, nhưng chưa được nhiều, cũng chưa được thỏa, là vì vận may hay là vì nhân tâm, nhân tính, hay giản đơn là vận số của Canh Thân quy định rằng họ không được hưởng đoạn này là đoạn họ xây móng, đoạn này là đoạn họ xây nền, để làm cái gốc cho toàn bộ giai đoạn của họ phía sau này. Tuy nhiên cuộc hành trình 10 năm một vòng đại vận đã sắp kết thúc, Canh Thân hiện tại 51 tuổi, đã trải nghiệm nhiều điều vô cùng phong phú, nó là đoạn thăng trầm, lên voi xuống cún, may mắn có, vinh quang có, nổi trội có, đen đuổi có, xui xẻo có, chán nản có, an toàn có, liều lĩnh có, hăng say có, mỏi mệt có, lạc quan bi quan đầy đủ. Nó là cái đoạn mà triệu triệu dòng cảm xúc vần xoay, rèn tâm luyện tính cho Canh Thân, hình thành nhân cách tư duy, khai mở trí tuệ, trình độ và biến Canh Thân trở thành một con người kiên cường, nội tâm, tình cảm, truy tự lập và nhiều tự trọng, cũng thức tỉnh trọn vẹn cái mong muốn thành công cùng những mầm tài năng tương ứng để có thể tận dụng mà xây dựng tựu thành trong Canh Thân. Tuổi Thân biểu trưng cho con khỉ là con giáp thứ 9,
trong bảng 12 con giáp của người phương Đông, tuổi Thân đi vào đời sống con người với giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ và ngày Thân, tháng Thân, năm Thân. Người Hán xem con vật này là con vật mang lại sự cát tường may mắn, vì khỉ do chữ Hầu được dùng chung hay xuất hiện trong các câu hay hình vẽ con khỉ chỉ về tấn tước phong hầu hay phong hầu treo ấn. Người Nhật hình tượng khỉ bắt bóng trăng trong nước đi sâu vào nền hội họa. Ở Phật giáo hay nhắc tới nhiều hình tượng khỉ như hàm ý thâm sâu, khỉ mang tính chất gần gũi, nhanh nhẹn, hoạt bát, có tính đông đúc, tập thể tình cảm. Đây là hình ảnh của sự nội hàm, nội tâm sâu lắng, tích tụ, bên ngoài thì hòa nhã, nhưng bên trong ẩn chứa nhiều nỗi niềm. Thân còn có ý nghĩa thân thể, vạn vật đều trưởng thành, đến tuổi này nhiều thứ dường như đã chín mùi, đến lúc được hưởng thành quả, công thành danh toại. Thường là biểu trưng cho những bức tranh phong thủy của tuổi Thân, ngoài ý nghĩa sum họp đoàn tụ, tranh phúc thọ thường hợp với người tuổi Thân. Người tuổi Thân hợp với mùa thu, hợp những màu trắng sáng, nhà thường hợp hướng Tây hoặc Tây Nam. Ngoài ra Thân có một ý nghĩa khá lớn, đó là khởi đầu, khởi lộc. Giờ Thân trong khai trương người phương Đông hay lựa chọn làm giờ mở hàng, khai xuân, ngày Thân, tháng Thân hay được lựa chọn để xem ngày lành tháng tốt cho cưới gả, mở cửa hàng, thành lập đơn vị, tổ chức. Vậy Thân một lần nữa đại diện cho sự khởi đầu tốt đẹp, khởi đầu thành công, con đường vạn dặm cũng có những bước đi đầu tiên, có chữ Thân khởi xướng, thì đích đến tất sẽ thành công tốt đẹp. Địa chi Thân dương kim, biểu tượng về chiều tà, về mùa thu, về sự hái lượm, là nơi tượng trưng cho sự ẩn mình, đứng sau thuận lợi tài lộc, đại phú, đại quý. Thân Dậu thuộc hành kim, chủ về sự thâu tóm, tích tụ, có sự chọn lọc, sắp xếp, cô đọng. Nếu có cả hai người cùng tuổi này sẽ tạo được một nhóm tổ chức có độ liên kết, kết dính rất cao, chuyên môn rất vững và sự kết hợp khá lâu bền, cách làm có sự sắp xếp khoa học hầu như hoàn chỉnh. Lúc tích cực hành kim mang lại sự chắc chắn, cảm tưởng như gần họ không có gì là không thể đạt được thành tựu, kết quả mỹ mãn. Tuy nhiên, lúc tiêu cực thì sự khô khan, giáo lý, giáo điều, sống rỗng, thiếu thực tế, thiếu tính mỹ cách, mỹ quan, ít được nhiều người chú ý và hay cô độc một mình. Đó là những điểm cần hết sức lưu ý với tuổi này. Thân Tý Thìn hành thủy là bộ ba tam hợp nổi tiếng ai cũng biết khi nhắc tới, và Thân cũng là điểm khởi đầu cho bộ ba này. Thủy đại diện cho màn đêm, đại diện cho sự âm thầm, tĩnh lặng, chảy chậm, ngấm dần, tính cách có. Thủy thường không sôi nổi, nhưng rất có chiều sâu, cô đọng. Giới tinh hoa cũng phát triển từ đây, bề ngoài thì trống rỗng, bên trong thì đầy đặn. Mưa dầm thấm lâu là một trong những cách thành công của hành thủy. Và một câu nữa hay đại diện là thiên biến vạn hóa. Hành thủy khi gặp khách hàng tuy cùng bán một sản phẩm, nhưng 100 khách hàng khác nhau thì 100 cách chào mời khác nhau. Hành thủy gặp một công việc 100 lần thì 100 lần ra kết quả không bao giờ giống nhau, không quá thẳng, nhưng biết dừng đúng lúc. Nhiều người luôn nhắc nhở hành hay toan tính, chi ly thiệt hơn. Tuy nhiên, những người giàu nhất luôn mang trong người hành thủy, cuộc sống với họ không có nhiều xung đột mâu thuẫn, gặp trục trặc nhiều. Vì họ biết nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề, họ biết kết quả, nhưng chưa chắc đã đưa cho người ta đường đi nhanh nhất tới kết quả, thông qua những bước khác nhau. Thân nhị hợp với tỵ hóa thủy, nhắc tới bộ nhị hợp này làm tăng thêm tính thủy của thân, nên tuổi thân còn đại diện cho tiền bạc, tài lộc, sự tích lũy tài sản lớn. Ngành nghề hợp với thân cũng như hành thủy, tư vấn, kinh doanh, môi giới, trung gian, đầu tư, xuất nhập khẩu, càng không phải chịu nhiều trách nhiệm nhiều, càng không phải lệ thuộc vào những cái hữu hình nhiều nhà, xưởng, kho bãi, bến bãi, cơ sở vật chất, vậy thủy đi làm các bộ phận hỗ trợ, trung gian hoặc các công ty ma, tính chất là trung gian, hỗ trợ, phù trợ, tốt hơn rất nhiều so với làm tính chất khác, công đoạn khác. Tuổi Canh Thân mệnh mộc tượng trưng cho cây cối, cho sự sinh sôi và phát triển, bởi vậy mộc còn tượng trưng cho mùa xuân, mùa của sự đâm chồi nảy lộc. Mộc có thể là một cây đại thụ cứng rắn, hiên ngang, nhưng cũng có thể mềm dẻo, nhẹ nhàng như một cây cỏ ven đường. Đây chính là bản chất của mộc và cũng là đức tính nguyên bản của mệnh mộc. Sự thích nghi và bền bỉ và cứng cỏi, đó là những gì ta có thể nói về tuổi Canh Thân hành mộc. Mộc có cả sự mềm dẻo, dễ uốn, nhưng cũng có sự cứng rắn và mạnh mẽ. Người tuổi Canh Thân mệnh mộc cũng vậy, sự thích nghi chính là một điều khiến những người Canh Thân mệnh mộc luôn luôn nhanh chóng hòa đồng và bắt kịp với chúng bạn. Dù ở bất kỳ môi trường nào, người tuổi Canh Thân mệnh mộc luôn tỏa ra những năng lượng tích cực và cảm giác vững chãi đối với người xung quanh. Họ có khả năng đưa ra quyết định rất chính xác, có óc tưởng tượng và khả năng sáng tạo tuyệt vời. Do vậy, những người tuổi Canh Thân mệnh mộc thường lựa chọn các ngành nghề cần khả năng thích ứng cao như buôn bán, kinh doanh hoặc những khối ngành cần sự sáng tạo tuyệt đối như thiết kế hay các bộ môn nghệ thuật. Người Canh Thân mệnh mộc có một đức tính mà ai khi chơi với họ cũng đều không muốn rời đi, đó chính là sự thoải mái, hào sảng. Tuy nhiên,
Đây cũng là nhược điểm chí mạng của người mệnh mộc canh thân, bởi kẻ xấu có thể lợi dụng được tính hào sảng này để thực hiện những toan tính của riêng họ. Người canh thân mệnh mộc tuy đứng đắn và thẳng thắn, nhưng khá cố chấp và cứng nhắc, nhất là khi họ đã đạt đến một ngưỡng tuổi nào đó. Cứng thì thường dễ gãy, do vậy để có thể dung hòa được công việc và cuộc sống, người tuổi canh thân mệnh mộc cần biết một chút về chính mình. Từ đó điều hòa bố cục phong thủy bản thân, tạo ra được một sự nghiệp vững bền, cũng như một cuộc sống thoải mái. Lời khuyên cho người tuổi canh thân, vận phát thì tích trữ, đầu tư, phát triển tối đa thu về thành tựu, lợi ích thực tế, có những nguồn tích lũy cho bản thân và gia đình nhiều tránh thất thoát. Vận kém thì thổ đại diện cho hữu danh vô thực, nhiều khi hay bị người khác đánh giá, ghét bỏ, họ hay gặp những trục trặc trời ơi đất hỡi, thực sự khiến cho tù túng, túng quẫn khó thoát ra được. Bởi vậy cần sự cho đi, sự kết nổi, cởi mở hơn, đón nhận nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, vui vẻ hơn, lạc quan và hòa đồng với mọi người, tiếp đó sẽ được thuận lợi tốt đẹp hơn cả rất tốt về sau. Những người tuổi thân nói chung khi bước sang năm 2023 Quý Mão, vận trình bước sang năm thứ hai của chuỗi hành trình 3 năm tam tai, dù là năm giữa của tam tai, là năm mà vận hạn của tuổi thân chịu sự ảnh hưởng nặng nề nhất của vận hạn này, thế nhưng năm Quý Mão được đánh giá là khá bình lặng, sóng yên biển lặng dành cho những người tuổi thân nói chung. Còn với những người tuổi canh thân nói riêng, khi bước sang năm 2023, vận trình của họ gặp bố cục thiên sinh địa hợp với thiên can canh kim, tương sinh cho thiên can quý thủy của năm, tạo thành bố cục thương quan tương sinh chính ấn, địa chi bản mệnh và thái tuế ám hợp. Cho nên có thể thấy đây là một năm mà vận trình của những người canh thân này có phần thuận lợi và suôn sẻ giữa muôn trùng vận hạn. Tử vi canh thân 2023 có nhiều điểm tốt đẹp, cục diện thương quan sinh tài ngũ ý, nhờ tinh thần mưu lược, ứng biến thông minh mà nghề nghiệp chính của bản mạng sẽ được đảm bảo. Trong công việc bạn thể hiện được sự mưu lược cần có, khi cần đưa ra quyết định lớn, bạn không lo ngại hay do dự, dám nghĩ, dám làm. Tinh thần chăm chỉ cần cù sẽ mang về nhiều cơ hội làm việc tốt, có điểm nhận nhiều lợi lộc từ công việc chính. Tuy vậy, khi vận trình ở thế tốt, người tuổi canh thân cần học cách khiêm tốn và kiềm chế cá tính bản thân. Đôi lúc thương quan phá bỏ mọi quy tắc, mọi luật lệ sẽ đẩy bạn tới bước ngông nghênh, coi trời bằng vung. Điều này không tốt cho con đường thăng tiến của bạn. Về tài lộc, năm nay Quý Mão 2023 âm lịch, được sự trợ giúp của sao Cát Tường Nguyệt Đức, tuổi canh thân có thể có tiền ổn định vào tài khoản, thu nhập rất đáng kể đối với những người bạn làm kinh doanh. Có thể nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ của khách hàng mới và cũ, và công việc kinh doanh sẽ ngày càng tốt hơn và có thể tiếp tục mở rộng quy mô và đào sâu lĩnh vực kinh doanh. Năm nay tuổi canh thân có thể có được thông tin đầu cơ đáng tin cậy và có được thu nhập đầu tư và quản lý tài sản đáng kể. Tuy nhiên, do bị hung tinh tiểu hao chiếu mệnh không thuận lợi, nên bạn có thể gặp phải những thiệt hại nhẹ về tiền bạc. Bảo quản tốt tiền bạc cá nhân của bạn, thực hiện các biện pháp an ninh ở nhà, bảo quản đồ đạc cá nhân khi ra ngoài và kịp thời tránh xa kẻ trộm. Cần lưu ý rằng, những người tuổi canh thân độc thân có thể sử dụng số tiền dự trữ trước đây của họ để kết hôn trong năm nay hoặc để mua một ngôi nhà hoặc một chiếc xe hơi. Vì vậy, mặc dù tài lộc của họ tốt trong năm 2023, nhưng họ vẫn có rất nhiều chi phí, phải làm tốt công tác quản lý tài chính và phân bổ nguồn vốn hợp lý. Người tuổi canh thân gặp năm Quý Mão không có sao đào hoa vây quanh, nếu đang nóng lòng muốn thoát khỏi tình trạng độc thân, tuổi canh thân có thể chủ động tham gia buổi hẹn hò ăn tối, hoặc nhờ người thân, bạn bè xung quanh mình giới thiệu, nhưng đừng hành động quá vội vàng, nếu không bạn có thể rơi vào bẫy tình. Đối với những người tuổi canh thân đã có bạn đời ổn định, năm nay cả hai rất hợp nhau và sẽ không cãi vã vì những chuyện vặt vãnh nhàm chán. Người tuổi canh thân đã kết hôn, có thể có thêm con cháu trong nhà, tình yêu hạnh phúc, vợ chồng có thể thường xuyên đi du lịch để thư giãn. Người tuổi canh thân năm nay nhân duyên rất tốt, gặp được nhiều bạn bè tương hợp, có thể giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp và tiền bạc, có thể đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của cuộc sống sau này. Nhìn chung năm 2023, canh thân nên chuẩn bị cho một năm phát huy những điều tốt đẹp nhất trong bạn, hầu hết các khía cạnh trong cuộc sống của tuổi canh thân đều sẽ được hưởng bình an, may mắn, bạn sẽ nuôi dưỡng tốt tài năng của mình và sử dụng chúng để mang đến thành công, thịnh vượng và tài lộc dồi dào trong cuộc sống. Giữa những khó khăn và thách thức, bạn nên tiếp cận chúng một cách tự tin và không ngừng nâng cao khả năng của mình. Bạn chỉ cần tập trung vào những gì đang làm, bạn sẽ nắm bắt được những cơ hội tốt đẹp đến trong cuộc sống. Đặc biệt đúng 2 tháng cuối năm tới đây được dự báo là thời điểm rực sáng, công việc thuận lợi hanh thông, tài lộc vượng phát, phát tài nổ lộc của canh thân. Nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 2 tháng này, chắc chắn sẽ đổi vận nhanh chóng, giàu như vũ bão trong năm 2023.
Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, trong hai tháng may mắn này quý vị nhé. Đầu tiên xét phương diện sự nghiệp. Xem tử vi phương Đông, người tuổi Canh Thân có hai tháng cuối năm làm việc tất bật, đối mặt nhiều khó khăn, áp lực, khối lượng công việc nhiều. Việc nào cũng cần gấp rút hoàn thiện, vì thế mà bạn luôn trong trạng thái vắt chân lên cổ làm việc, chứ không còn được thảnh thơi như thời gian trước. Các mối quan hệ xã giao thiếu sự hài hòa, nội bộ lục đục, xảy ra nhiều cạnh tranh mâu thuẫn. Tất nhiên việc gì cũng có hai mặt tốt xấu, tốt ở chỗ có cạnh tranh là có phát triển, xấu ở chỗ nó khiến bạn phải suy nghĩ lao tâm khổ tứ nhiều. Và tất nhiên ai biết chủ động nắm bắt cơ hội, có sức chịu đựng bền bỉ, người ấy sẽ có được thành công như mong muốn. Sự xuất hiện của chính quan mang tới những hỗ trợ cần thiết trong công việc cho tuổi Canh Thân hai tháng cuối này. Vận quý nhân không đến nỗi tệ, quan trọng là bạn có tinh tế để nhận biết ra người đó là ai mà để nhờ cậy hay không thôi. Công việc kinh doanh, buôn bán cũng có sự khởi sắc, ban đầu va vấp khá nhiều khó khăn, nhưng càng làm càng hanh thông. Cứ kiên trì tới cùng sẽ thu về kết quả ưng ý, cộng thêm một chút may mắn từ vận trình cuối cùng gặt hái thành quả xứng đáng. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tuổi Canh Thân tháng 11 và 12 âm lịch cho thấy, chính ấn cát thần và long đức cát tinh mang vận quý nhân tới, đương sự gặp người quyền thế, được hỗ trợ về kiến thức hoặc tài chính, từ đó mở mang đầu óc, thúc đẩy động lực phấn đấu, cũng như tham vọng thành công hơn trước, vì thế quan lộ thêm phần thênh thang. Trong hai tháng cuối năm 2023 có dấu hiệu thay đổi chức vụ hoặc thăng chức cao hơn, có điều cần chủ động nắm bắt, do dự sẽ khiến bạn đánh mất cơ hội tốt, đặc biệt trong hai tháng này. Ngoài tiền lương chính, bạn còn có thêm những khoản thu phụ như tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền doanh thu, quà tặng, nhìn chung tổng thu nhập tháng dồi dào, tiêu tiền không phải đắn đo suy nghĩ. Với những bạn còn có nhiều dự định tài chính cần thực hiện thì nên hết sức đề phòng tiểu hao hung tinh gây hao tốn tiền của. Cần tiết chế ham muốn mua sắm mùa giảm giá cuối năm, hạn chế những đồ không cần thiết, tránh rơi vào tình trạng tiền vào tay rồi lại bay ngay. Người kinh doanh buôn bán, có 2 tháng cuối năm thu nhập khởi sắc, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Một vài dự án đầu tư có dấu hiệu sinh lời, bản mệnh yên tâm đón Tết cùng gia đình, chi tiêu thoải mái mà vẫn có khoản tích lũy dư dôi. Với người kinh doanh, buôn bán, để thúc đẩy tài khí tăng mạnh, thu hút nhiều may mắn tiền bạc, bạn có thể đặt ở cửa hàng biểu tượng mèo thần tài. Vị trí đặt tượng mèo chiêu tài phù hợp nhất là ở hướng Bắc, cửa hàng, cửa hiệu hoặc phòng khách. Về phương diện tình cảm gia đạo, theo tử vi tháng 11 và 12 âm lịch, tình duyên của người tuổi Canh Thân có sự chuyển biến tích cực trong hai tháng cuối cùng của năm Quý Mão này. Người độc thân vượng nhân duyên, đi đâu cũng được mọi người yêu mến, thậm chí còn gặp quý nhân mai mối đối tượng phù hợp, vì thế sẽ không quá khó khăn để bạn tìm thấy đối tượng ưng ý cho mình. Các cặp vợ chồng kết hôn lâu, tình cảm cũng ngày càng bền chặt, có điều không ai biết trước chữ ngờ, vận đào hoa sát đang đeo bám. Bản mệnh nên thận trọng trong các mối quan hệ, đừng để bị lôi kéo vào tình cảm tay ba phức tạp, đe dọa hạnh phúc gia đình. Về phương diện sức khỏe, xem tử vi tháng 11 và 12 của tuổi Canh Thân theo lịch âm, phương diện sức khỏe phát sinh khá nhiều vấn đề nổi cộm. Trong hai tháng này có lộc về ăn uống, bản mệnh liên tục được mời ăn uống, tiệc tùng, vì thế mà chế độ dinh dưỡng thường ngày gần như bị đảo lộn hoàn toàn, đó là nguyên nhân chính gây ra tình trạng khó chịu như đầy hơi, chướng bụng, tiêu hóa kém. Hơn nữa với những ai có sức đề kháng kém, rất dễ mắc các bệnh lây lan qua đường hô hấp như cảm cúm, đau mắt đỏ, bản mệnh nên dành nhiều thời gian quan tâm và chăm sóc sức khỏe cho họ hơn. Lưu ý, thời điểm cuối năm có thiên hình hung tinh tác động, tuổi Canh Thân đi đứng cẩn thận, hạn chế bị thương tật, chảy máu do tai nạn xe cộ, nghiêm trọng có thể ảnh hưởng tính mạng. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. 1. Tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980 trong tháng 11 âm lịch. Tử vi tuổi Canh Thân tháng 11 âm lịch có bố cục giáp mộc thiên tài tương sinh quý thủy thương quan, nguyệt lệnh là tí thủy, tương hại mão mộc và bán hợp mộc cục với tuổi Thân. Đây là một bố cục đại phúc, đại quý, bạn là người có đầu óc kinh doanh linh hoạt, cơ biến nên dễ dàng tạo ra nguồn thu nhập mới, khả năng hoạch định tài chính tốt nên tháng này bạn có vài khoản thu nhập khá ổn. Tử vi tháng 11 năm 2023 tuổi Canh Thân âm lịch khuyên bản mệnh hãy mạnh mẽ tiến về phía trước, bởi sau lưng bạn luôn có tam hợp hậu thuẫn, giúp mọi kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên để gặt hái được thành công thì sự cố gắng nỗ lực cùng với tài năng của bạn là không thể thiếu.
hãy nhanh nhạy để có thể phát hiện và nắm bắt các cơ hội gây ấn tượng với lãnh đạo, khẳng định vị thế của mình. Tháng 11 này, bản mệnh có cơ hội được thăng quan tiến chức. Ngoài ra thời điểm này, bạn còn có thể kết giao được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp đáng quý. Đối phương đưa cho bạn những góp ý, kiến nghị sửa đổi hoặc gợi ý hướng đi mới, giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về chính bản thân mình, về công việc mình đang làm, hoặc về tình hình thực tế trước mắt. Hơn nữa, với suy nghĩ cởi mở, khiêm tốn, ham học hỏi, bạn có thể nắm bắt vấn đề vô cùng nhanh chóng và giải quyết mọi việc theo hướng đúng đắn nhất. Tình hình tài chính của người tuổi Canh Thân có những biến chuyển tích cực, có thể dễ dàng nhận ra trong tháng 11 này. Cục diện tam hợp giúp bạn kiếm tiền về đầy túi, khiến mọi người xung quanh đều phải ngưỡng mộ. Với người làm công ăn lương, những thành tích tốt trong công việc là yếu tố khiến cấp trên liên tục dành cho bạn những khoản thưởng nóng. Thậm chí một số người còn chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, khiến cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Nếu có khoản tiền dư giả, bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư vào những lĩnh vực mới. Bản mệnh nên tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm đáng tin cậy đi trước, như vậy bạn sẽ có được những quyết định đúng đắn hơn, hạn chế nguy cơ tốn tiền hao của. Với người làm ăn kinh doanh, nhờ mối quan hệ rộng rãi mà bản mệnh cũng sẽ được giới thiệu những mối đầu tư hứa hẹn, dưới sự chỉ dẫn của quý nhân, bạn hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận bước đầu. Còn với những người giàu kinh nghiệm, bạn nhận định được đâu là mối đầu tư chính xác, nhờ vậy trở thành người dẫn đầu xu hướng, đem về cho bản thân một khoản lời lãi đáng kể. Quý nhân, Thìn, Hợi, tiểu nhân, Dậu, Tuất, màu sắc cát tường, trắng, tím, con số may mắn, 22, 01, 34. 2. Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980, trong tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 12 âm lịch, người tuổi Canh Thân gặp vận trình Ất Mộc chính tài tương sinh, quý thủy thương quan, địa chi nguyệt lệnh là Sửu Thổ, tương khắc Mão Mộc, nguyệt lệnh là bản mệnh tương sinh, xuất hiện thiên hỷ cát tinh. Đây là bố cục tương đối tốt, ngũ hành căn mệnh của bạn vẫn mạnh trong tháng này, nên gặp thương quan sinh tài thì may mắn. Bạn thông minh lanh lợi, không sợ bị trói buộc, dám vứt bỏ lối mòn để đi theo cách làm mới, là người giỏi kinh doanh, có tinh thần cầu tiến, nên bạn dễ dàng thành công trong năm 2023. Nam mạng được nửa kia giúp nên có điểm báo may mắn, sự xuất hiện của chính quan mang tới những hỗ trợ cần thiết trong công việc cho tuổi Canh Thân tháng này. Vận quý nhân không đến nỗi tệ, quan trọng là bạn có tinh tế để nhận biết ra người đó là ai mà để nhờ cậy hay không thôi. Công việc kinh doanh, buôn bán, trong tháng trước nghịch sau thuận, ban đầu va vấp khá nhiều khó khăn, nhưng càng làm càng hanh thông, cứ kiên trì tới cùng sẽ thu về kết quả ưng ý. Theo thầy tử vi, mặc dù công việc bận rộn và nhiều áp lực, song tuổi Canh Thân sẽ được đền đáp xứng đáng bằng mức thu nhập cuối tháng. Tháng này, ngoài tiền lương chính, bạn còn có thêm những khoản thu phụ như tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền doanh thu, quà tặng, nhìn chung tổng thu nhập trong tháng dồi dào, tiêu tiền không phải đắn đo suy nghĩ. Người kinh doanh, buôn bán, có một tháng thu nhập khởi sắc, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, một vài dự án đầu tư có dấu hiệu sinh lời. Bản mệnh yên tâm đón Tết cùng gia đình, chi tiêu thoải mái mà vẫn có khoản tích lũy dư dôi. Vận đào hoa đang khởi vượng, người độc thân tranh thủ cơ hội tìm cho mình người tâm đầu ý hợp, chủ động là cách tiếp cận trái tim đối phương dễ dàng nhất. Tất nhiên chủ động vẫn phải khéo léo, thô quá sẽ bị đánh giá thấp, các cặp vợ chồng đề phòng kẻ thứ ba phá đám. Về sức khỏe, ăn uống vô độ khiến các chứng bệnh về tiêu hóa tái phát, nhất là chứng đau dạ dày. Vì thế, hãy tiết chế lượng thực phẩm đưa vào cơ thể, đảm bảo duy trì cân nặng bình ổn, không bị tăng đột biến. Quý nhân, Thìn, Hợi, tiểu nhân, Dậu, Tuất, màu sắc cát tường, trắng, tím, con số may mắn, 19, 22, 66. Lời nhắc cải mệnh dành riêng cho mệnh chủ Canh Thân trong 2 tháng cuối năm 2023, con người sống nơi thế gian bị vây khốn bởi đủ loại dục vọng. Nhưng nếu một người có thể học được 6 bản lĩnh dưới đây thì sẽ không bị dục vọng làm cho mê lạc, bất an, cuộc đời sẽ trở nên thong dong tự tại. 1. Trầm tĩnh để nhìn rõ sự tình. Trầm tĩnh là một loại tâm bình thản, là một loại khí phách, một loại bản lĩnh và cảnh giới cao của cuộc đời. Người trầm tĩnh có thể không quan tâm điều hơn lẽ thiệt, ngắm trước sân hoa nở hoa tàn, tùy ý ra đi hay ở lại, nhìn khung trời mây tụ mây tan. Người giữ được trầm tĩnh chính là giữ được chí hướng, giữ được bản tâm, giữ được sự thanh bần, khí tiết của mình. Muốn giữ được trầm tĩnh cần phải tu dưỡng bản thân, trở thành người mà ở ngoài thân thì không vướng bận, ở trong tâm thì an tĩnh. Tâm một khi không động mới có thể giữ vững được khí tiết, trầm tĩnh không phải là im lặng, mà chính là ở trong động. Mà có thể giữ được tâm thái cân bằng, nó là một loại trạng thái nội tâm trầm ổn, thông qua tự thân điều tiết mà thành.
người có tâm trầm tĩnh có thể nhảy thoát ra khỏi mọi sự mê hoặc của thế tục, nó cũng có thể làm mất dần tham niệm và những chấp trước mê muội, từ đó mà trí được minh sáng ra. 2. Đạm bạc để không bị dục vọng vây khốn. Đạm bạc không phải là nhân sinh quan tiêu cực, mà là dùng tâm thái bình thản đối mặt với hết thảy công danh lợi lộc, hưng suy vinh nhục trong cuộc đời. Người đạm bạc điềm nhiên không màng danh lợi, nên tâm trí của họ sáng tỏ, đứng trước tiền tài, địa vị, cuộc sống xa hoa, mà có thể lựa chọn cách sống đạm bạc, thì đó phải là người có bản lĩnh lớn. Trong sách Hoài Nam Tử, chủ thuật huấn của Lưu An thời đầu Tây Hán viết, không màng danh lợi mới định rõ được chí hướng. Trong giới tử thư của Gia Cát Lượng cũng nói, không đạm bạc trí chẳng sáng soi, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi, người không an định thanh tĩnh thì không thể thực hiện được lý tưởng cao xa, cũng không thể chịu khó, chịu khổ mà tiếp thu kiến thức được. 3. Buông bỏ để thong dong tự tại. Buông bỏ là trí tuệ, cũng là dũng khí, con người khi đến một độ tuổi nhất định cần phải học được cách buông bỏ, những gì cần buông bỏ, và giữ lấy những gì nên quý trọng. Con người sống trên đời giống như lữ khách đang bước tiến về phía trước, nếu chúng ta càng ôm giữ nhiều thì hành trang chúng ta mang theo sẽ càng nặng nề hơn. Vì vậy trong cuộc đời này, chúng ta cần phải học được bản lĩnh bỏ đi một số loại đồ vật trên hành trang của mình, như những người bạn hư tình giả ý, những thú vui rượu chè vô nghĩa, những câu chuyện phiếm vô dụng, có như vậy cuộc đời của chúng ta mới thong dong tự tại và nhẹ nhàng hơn. 4. Cự tuyệt để không bị lầm lạc. Miễn cưỡng đồng ý, không bằng thẳng thắn, thành thật cự tuyệt, làm người phải hiểu được những việc cần cự tuyệt và những việc nên tiếp nhận trong cuộc sống. Cự tuyệt oán hận, tiếp nhận khoan dung, cự tuyệt dối trá, tiếp nhận chân thành, cự tuyệt cái ác, tiếp nhận cái thiện. Một người sáng suốt khi đứng trước những cám dỗ về mặt lợi ích, danh vọng và tình cảm bất chính thì phải biết cự tuyệt. Chỉ người có bản lĩnh nói lời cự tuyệt trước những điều không hợp đạo nghĩa mới có thể không bị lầm đường lạc lối, mới khiến cho cuộc sống của họ bình an, quái hoạt. Trong cuộc sống, những người vì hư vinh, vì thể diện, vì tình mà không dám hợp thời cự tuyệt thì cuộc sống của họ rất nặng nề, bất an. Vâng, kính thưa quý vị, lương thiện chính là đạo đức, nhưng lương thiện cũng là trí tuệ. Người thông minh chưa chắc đã lương thiện, nhưng người lương thiện chắc chắn là người thông minh nhất. Người xưa có câu, tâm chứa đầy chữ thiện, vạn kiếp không bị diệt, trăm ánh đèn dõi theo, ngàn dặm sáng soi, hưởng thụ vật chất có thể làm cho người ta mê đắm nhất thời. Còn lòng đầy thiện niệm mới đủ để làm cho người khác cả đời hạnh phúc. Thiện tâm giống như nước vậy, nó có thể nuôi dưỡng thắm tươi mọi nội tâm khô cằn. Quân sư Lưu Bá Ôn, thời Chu Nguyên Chương nhà Minh đã từng tự khuyến khích bản thân, trên thế gian làm sao có thể làm mọi việc theo ý mình được. Chỉ mong rằng trong quá trình mình không thẹn với lòng là tốt rồi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, bất kể chúng ta làm gì đi nữa, chỉ cần luôn làm hết sức mình thì có thể bớt phải hối hận. Quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi tháng 11 và 12 âm lịch của tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp anh chị gặt hái được nhiều thành công và tài lộc vào nhà. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý vị anh chị hãy để lại bình luận xuống phía dưới để ban biên tập chương trình luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Nếu thấy hay, quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh, đồng thời ấn vào quả chuông ngay bên cạnh để cập nhật thông tin sớm nhất từ kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc anh chị có 2 tháng cuối năm thành công viên mãn, đón năm mới ngập tràn niềm vui. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.